Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với video mới nhất của em về giá cả hồ tiêu ngày 24 tháng 8 năm 2024. Thị trường vẫn đang khan hiếm nguồn cung, cho nên giá tiêu được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng trong một vài năm tới. Em xin phép nhắc lại là giá tiêu đây em cập nhật giá tiêu chung nhé, còn ở tùy từng địa phương giá sẽ dao động và tăng thêm một hai giá hoặc giảm một hai giá. Các bác tham khảo nhé các bác nhé. Giá tiêu ngày 24 tháng 8 năm 2024 giao dịch từ mức dao động từ 144.000 đến 145.000 đồng. Cụ thể giá tiêu ngày hôm nay tại từng vùng như sau. Giá tiêu tại Gia Lai ở mức dao động 144.000 đồng một ký. Giá tiêu tại Đồng Nai ở mức 144.000 đồng một ký. Giá tiêu tại Đắk Lắk ở mức 145.000 đồng một ký. Giá tiêu tại Đắk Nông ở mức 145.000 đồng một ký. Giá tiêu ở Bà Rịa Vũng Tàu ở mức 144.000 đồng một ký. Giá tiêu ở Bình Phước ở mức 144.000 đồng một ký. Như vậy so với ngày hôm trước thì giá tiêu ngày hôm nay ở mức tăng trung bình từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký. Đây là ngày tăng liên tiếp thứ tư trong tuần này, trung bình giá tiêu đang ở mức 145.000 đồng một ký. Với dự đoán của các chuyên gia, giá hồ tiêu sẽ còn tăng trong các năm tới, một phần do nguồn cung hồ tiêu trên thế giới bây giờ hiện đang ở mức thiếu. Rồi em cũng xin kết thúc bản tin nhanh về giá cả hồ tiêu ngày 24 tháng 8 năm 2024 ở đây. Kính chúc các bác có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.